Đây là một bộ phim được dựa trên một câu chuyện có thật trong lịch sử. Trên một hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài, những người dân Hàn Quốc bị lừa tới đây đang phải sống trong một cuộc sống đầy u ám. Đàn ông thì phải xuống hầm mỏ làm việc, còn phụ nữ thì trở thành nô lệ tình dục. Bi kịch này liệu sẽ còn tiếp diễn như thế nào? Hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim hành động lịch sử Hàn Quốc, Đảo Địa Ngục. Trong một đêm mưa gió bão bùng, ba người thanh niên đến tìm một ông lão để chạy trốn khỏi hòn đảo này. Sau đó, một người bị bắn chết tại chỗ. Hai người còn lại bơi ra biển thì bị quân đội Nhật dùng lưới lôi lên. Xem ra không ai có thể thoát khỏi đây cả. Chiến tranh sắp đi đến hồi kết. Lee Kang Ok, nhạc trưởng của một khách sạn ở Kyung Sung, đang cùng con gái Sohee biểu diễn. Nghe theo lời anh em, hai bố con anh cùng với ban nhạc ý định sẽ đến Nhật Bản biểu diễn. Thế nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để lo liệu việc này. Cùng lên thuyền với họ còn có rất nhiều những người Hàn Quốc khác. Kang Ok và các thành viên trong ban nhạc đang cất tiền vào trong hộp đựng nhạc cụ. Thì lúc này thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội. Chiêu Se Ông, một đấu sĩ đường phố xảy ra mâu thuẫn với một số người ở đó, khiến hiện trường đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn. Quân đội Nhật Bản liền dùng vòi rồng để trấn áp. Chiêu Se Ông bắt đầu động tay động chân với một người phụ nữ tên là Man Nơn. Cuối cùng, thuyền đã cập được tới bến. Kang Ok xuống thuyền, tìm được người phụ trách, liền lấy thư giới thiệu ra, nói là muốn tìm ông Shimura. Nhưng người phụ trách lại gọi cảnh sát đến bắt cả nhóm của Kang Ok đi. Nhìn xuống dưới đất, đâu đâu cũng là những tờ thư giới thiệu y hệt nhau. Hóa ra bọn họ đã bị lừa. Họ bị bắt lên xe lửa, rồi được chuyển lên thuyền để di chuyển tới đảo Hashima làm nô lệ. Chiêu Se Ông và Man Nơn cũng bị bắt lên đây. Trong màn sương mù dày đặc, hòn đảo thoát ẩn thoát hiện. Quân đội Nhật Bản tách riêng đàn ông và phụ nữ ra. Sohee và Man Nơn bị dồn xuống một con thuyền nhỏ. Lên đến đảo, những người Hàn Quốc bị bắt phải giao nộp hết vật dụng cá nhân ra. Kang Ok lúc này phát hiện quản đốc cũng là người Hàn, bèn lấy thư giới thiệu ra, một lần nữa chứng minh mình không phải là người được trưng dụng cho quân đội, mà là nhạc trưởng của một ban nhạc đã được cấp giấy hành nghề. Ban nhạc bắt đầu biểu diễn. Còn Man Nơn và Sohee lúc này bị bắt cởi hết đồ ra để đi kiểm tra. Họ bị đưa đến ký viện trên đảo. Ở bên kia dù cho Kang Ok có giải thích như thế nào, cuối cùng vẫn bị đưa đi làm khổ sai. Họ không còn đường để chạy nữa rồi. Cô bé Sohee vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu được phụ nữ giải khuê nghĩa là gì. Nơi ăn ở của công nhân rất tồi tàn. 5-6 người ở trong một căn phòng bé tí. Chiếu ngủ thì ướt nhẹp lóng bóng nước. Tiền thuê phòng sẽ được trừ vào lương hàng tháng. Đồ ăn vừa bẩn thỉu vừa không có dinh dưỡng. Tiền ăn cũng sẽ được trừ vào tiền lương. Nếu tháng lương này không đủ thì sẽ trừ tiếp vào tháng sau. Ẩn chứa bên trong những lời lẽ văn hoa, hứa hẹn về một miền đất hứa, lại là một cảnh tượng kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không nghe. Ngày đầu tiên xuống mỏ, một cậu sinh viên cận thị bị quản đốc đập vỡ kính. Chiêu Se Ông nhìn thấy ngứa mắt liền định ra mặt. Anh ta nhờ Kang Ok phiên dịch rằng mình muốn khiêu chiến với quản đốc, một đấu một. Nếu như thắng sẽ được quyền quản lý ở đây. Tên quản lý người Nhật Bản thấy Chiêu Se Ông cũng có chí khí đấy, bèn đồng ý nếu anh thắng sẽ được đi chơi gái. Sau một hồi vật lộn, Chiêu Se Ông cuối cùng đã giành chiến thắng. Kang Ok cùng ban nhạc liền hát hò ầm ĩ, cổ vũ cho Chiêu Se Ông. Nhưng một điều mà Kang Ok không thể ngờ rằng là con gái của mình cùng Man Nơn và mấy người phụ nữ Hàn Quốc khác đang bị làm thành thú vui tiêu khiển cho đám đàn ông Nhật Bản. Man Nơn ra hiệu cho Sohee không được lên tiếng. Cô bé bỗng nghe thấy bài hát mà mình đã từng hát trước đó, liền chạy lên trên bục khua chân múa tay biểu diễn, đồng thời giơ tay biểu thị thiên hoàng vạn tuế. Nhìn thấy bìa đĩa nhạc, quản lý mỏ than Shimazaki Daisuke bèn bảo các sĩ quan ngồi đó mau đứng dậy, đồng thanh hô lớn thiên hoàng vạn tuế. Sau đó sai người đưa ban nhạc của Kang Ok đến. Tháng 7 năm 1945, chi đội 2 quang phục quân, cục tình báo chiến lược cử điệp viên Park Mu-yong nhận nhiệm vụ đi cứu một người đàn ông tên là John Ha-cheon. Theo như bên Mỹ báo lại, John Ha-cheon đang bị giam giữ trong một mỏ than trên đảo Hashima. Kang Ok cùng con gái Sohee và những người trong ban nhạc bị đưa đến một buổi ăn mừng để biểu diễn. Còn những công nhân dưới hầm ăn thì chẳng no, điều kiện dưới hầm thì vô cùng khắc nghiệt. Lúc này, khí ga bị dò dỉ ra ngoài, xe chở quá tải nên bị trượt bánh khỏi đường ray. Dây điện bị hở dẫn đến hỏa hoạn, làm cho người chết vô số kể. Daisuke nghe được tin này liền phát điên lên. Nhưng khi biết được lửa không bị lan đến mỏ 3, ông ta liền thở phào nhẹ nhõm. Vì mỏ 2, nơi xảy ra vụ cháy chỉ là nơi công nhân Hàn Quốc làm việc, hắn hạ lệnh cho nổ ngay ở giữa hai hầm để ngăn chặn lửa lây lan. Song khi biết được Ha-cheon đang ở mỏ 2, Daisuke vừa mới vui vẻ dắt tay Sohee chuẩn bị đi dự tiệc, lập tức mặt liền biến sắc. Nếu như Ha-cheon xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn sẽ xảy ra bạo động. Thế nên ông ta ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu người này ra ngoài. Mu-yong cải trang thành công nhân tìm được John Ha-cheon. Mỏ 2 đã bị sập, công nhân dùng hết sức đào bới với hy vọng sẽ thông ra được mỏ 3. Mu-yong đề nghị cho nổ tung nơi này, anh cầm đốt cháy bình ga. Một tiếng ầm vang lên, tình hình càng lúc càng xấu đi. Daisuke gọi điện cho Chiba trên tổng bộ để báo cáo tình hình vụ nổ xảy ra trên đảo Hashima. Chiba tỏ vẻ rất bất mãn. Daisuke đành phải nịnh nọt hứa sẽ tặng Sohee cho ông ta. John Ha-cheon may mắn chỉ bị thương một bên chân. Ông lãnh đạo mọi người yêu cầu Nhật Bản phải bồi thường cho công nhân. Không những thế, ông còn từ chối gặp mặt riêng với quản lý mỏ than. Vì sự việc lần này mà Chiêu Se Ông bị phạt đi cọ nhà vệ sinh. Tối đó, khi anh đang uống rượu ngoài hành lang,
thì thấy Manon bị một người đàn ông Nhật Bản đánh đập. Chiêu xe ông cầm chai rượu đập vào đầu hắn ta, rồi đưa Manon lên lầu. Lúc này, Mu-yeong gặp mặt Ha-che-on, kể rõ lý do vì sao mình lại đến đây, đồng thời bàn kế hoạch thoát khỏi nơi này. Chiêu xe ông cứ tưởng rằng Manon sẽ cảm thấy an toàn khi ở cùng những người đồng bào của mình. Nhưng cô lại nói rằng, từ khi cô trở thành một nô lệ tình dục, thì đã bị chính người Hàn làm hại hết lần này đến lần khác. Bao gồm cả việc bị lừa đến đây cũng là do người Hàn gây ra. Chiêu xe ông an ủi Manon chỉ cần tiếp tục sống, thì sẽ có một ngày kẻ xấu chắc chắn sẽ nhận báo ứng. Kang Ok đang cùng ban nhạc của mình biểu diễn dưới hầm, thì Dai Suke bỗng triệu tập anh lên, nói rằng sẽ để cho Chi Va nhận nuôi Sohi. Kang Ok ngồi đó thẫn thờ, vì anh không có quyền từ chối yêu cầu này. Ra ngoài cửa, anh đưa cho cô bé một cái bánh wagashi. Dưới ánh đèn yếu ớt, hai bố con nhảy điệu nhảy cuối cùng cùng nhau. Nhóm của Mu-yeong hối lộ Kang Ok để được dùng máy fax, khiến anh cảm thấy rất khó xử. Mu-yeong đành phải nói ra sự thật, rằng mình muốn đưa Jon Ha-che-on rời khỏi đây. Lúc này, binh lính người Nhật đi ngang qua, Kang Ok đi tới mua chuộc bọn họ mới tránh khỏi bị tra hỏi. Anh đồng ý giúp Mu-yeong lấy được tin tức, điều kiện là khi Jon Ha-che-on rời đi, phải dẫn theo cả mình và con gái anh Sohi. Kang Ok mang theo một chai rượu đi tới xưởng chế tạo vũ khí để hối lộ quản giáo, nghĩ cách để đi lấy chìa khóa cửa chính, phòng làm việc và phòng của cục trưởng. Sau đó đưa cho người ở công xưởng để chế tạo bản sao. Rồi nhân lúc ăn trưa, Kang Ok thu hút sự chú ý của quản đốc. Mu-yeong lén đem theo chìa khóa được làm sẵn, ban đêm lẻn vào phòng làm việc thuận lợi gửi đi điện báo. Lúc đối phương hỏi có những ai giúp đỡ, anh chỉ nói ra hai cái tên Jon Ha-che-on và Mu-yeong. Cũng có nghĩa là anh ta vốn không định giúp hai cha con Kang Ok rời khỏi đây. Mu-yeong nhận được chỉ thị, 5 giờ sáng hôm sau sẽ giả làm nhân viên, giả vờ vận chuyển đồ ăn rồi trốn lên trên thuyền. Mà lúc này, dưới ánh nến yếu ớt, Mu-yeong lại phát hiện ra một cái két sắt, bên trên có in dòng chữ tự do cho những người ở trên đảo. Mà lúc này Jon Ha-che-on đang nói chuyện cùng với tên quản lý mỏ than. Trên bầu trời truyền tới tiếng ném bom. Đến buổi tối hôm bỏ trốn, Mu-yeong dẫn theo Jon Ha-che-on, giữa đường lại gặp binh lính người Nhật. Mu-yeong nhanh tay đánh ngất hắn ta. Mà Kang Ok cũng phát hiện ra hành động bất thường của Mu-yeong. Ông ta lập tức đi tìm con gái. Mà bên này Jon Ha-che-on vẫn còn đang oán trách Mu-yeong, chưa nói tiếng nào với anh em của ông ta mà đã đưa ông ta đến đây. Mu-yeong lại nói, anh có chuyện cần hỏi Jon Ha-che-on. Hóa ra hôm đột nhập vào phòng làm việc để gửi điện báo, Mu-yeong từ bên trong két sắt đã lấy được sổ sách thống kê tiền lương của công nhân người Hàn làm việc trong hầm mỏ. Sau khi công ty khấu trừ nợ chính phủ và tiền lương hưu, phần lớn số tiền đều được gửi vào một số tài khoản khác, mà tất cả hợp đồng của người Hàn đều đứng tên của Jon Ha-che-on. Mà số tiền chuyển vào thẻ của Jon Ha-che-on sau đó lại được chuyển một nửa vào tài khoản của tên quản lý Dai Suke. Mà những nhân công người Hàn không may gặp tai nạn trong lúc làm việc, tiền bồi thường đều cũng sẽ được chuyển vào thẻ của Jon Ha-che-on. Jon Ha-che-on nghe đến đây, liền tỏ vẻ tức giận lớn tiếng mắng chửi Dai Suke lợi dụng mình. Nhưng Mu-yeong lại phát hiện dấu vân tay ký trên hợp đồng là của Ha-che-on. Mu-yeong sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Jon Ha-che-on, trực tiếp rút súng chĩa thẳng vào đầu ông ta. Đúng lúc này, Kang Ok dẫn theo con gái đi tới. Jon Ha-che-on nhân cơ hội nói Mu-yeong là gián điệp của người Mỹ. Mu-yeong vất quyển sổ kế toán xuống. Đúng lúc này máy bay trên trời ném bom, trong chớp mắt tất cả chìm trong biển lửa. Người Nhật lần lượt bỏ chạy, bọn họ khóa chặt cửa chính, ngăn chặn không cho người Hàn ra ngoài. Chiêu xe ông cũng dẫn theo Manon bỏ chạy. Trong màn lửa, Jon Ha-che-on nổ súng bắn Mu-yeong, sau đó giết cả người anh em đi cùng mình. Kang Ok ôm con gái nấp ở một bên, cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của Jon Ha-che-on. Đảo Hashima sau vụ ném bom cũng kết nối lại liên lạc. Chi Va gọi điện thoại cho Yamada, thông báo tin tức Nhật Bản thua trận. Để che giấu tội ác của mình, bọn họ quyết định chôn sống toàn bộ người Hàn ở đây, tiêu hủy toàn bộ nhân chứng và vật chứng. Chi Va hứa với Yamada, nếu như làm xong việc này sẽ cho hắn ta lên làm quản lý mỏ than. Nghe thấy vậy, Yamada liền đích thân ra tay sát hại Dai Suke. Kang Ok dẫn theo con gái đi tìm đồ ăn khắp nơi, gặp được Mu-yeong người chẳng chịt vết thương. Binh lính Nhật Bản thiêu đốt thi thể của những nhân công người Hàn đã chết. Điều này khiến những người còn lại không đồng tình. Tên quản đốc người Hàn sát hại nữ sinh Nhật Bản, ông ta muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu Chiêu Xê Ông. Người Nhật sau khi biết được tin này, vừa hay có cái cớ để ra tay càn quét tàn sát người Hàn. Manon và mọi người đứng ra muốn làm chứng cho Chiêu Xê Ông. Mà ở bên này, Yamada uy hiếp Jon Ha-che-on, nếu muốn rời khỏi Hashima thì phải giao ra sổ kế toán của Dai Suke. Jon Ha-che-on càng xảo quyệt, bản thân mặc dù chính là người Hàn, nhưng ông ta lại đưa ra kiến nghị với Yamada, để hắn ta giải quyết toàn bộ người Hàn ở đây. Mà Mu-yeong và Sohi đang ở trên ống thông khí phía trên đã chứng kiến tất cả. Tên quản đốc chói Chiêu Xê Ông vào ghế điện, uy hiếp anh ký tên lên tờ giấy cáo tội đã giết hại nữ sinh Nhật Bản. Cùng lúc đó Mu-yeong cũng phát hiện ra người Nhật đang tập hợp thuốc nổ. Hôm sau khi trời vừa sáng sẽ nhốt tất cả người Hàn lại, rồi chôn vùi toàn bộ bọn họ. Kang Ok muốn nhờ Mu-yeong chăm sóc cho con gái của mình, nhưng Mu-yeong lại nói với anh ta, muốn ra ngoài thì sẽ cùng nhau ra. Buổi tối, Jon Ha-che-on tập hợp tất cả công nhân người Hàn lại một chỗ, nói rằng muốn đàm phán với người Nhật, muốn nhận được đãi ngộ như người Nhật. Tất nhiên ông ta chỉ đang muốn tẩy não bọn họ.
Nói xong, ông ta mang bánh bao đã chuẩn bị sẵn phát cho mọi người. Công nhân hầm mỏ ăn như hổ đói. John Ha-cheon khích lệ mọi người. Hôm sau phải cùng nhau vào hầm rồi tiếp tục làm việc. Đúng lúc này Moo Yeom đứng lên, vạch trần tất cả âm mưu của John Ha-cheon. Lúc hai người đang lời qua tiếng lại, Kang Ok cũng đứng lên nói ra chân tướng sự thật mọi chuyện, còn lấy ra sổ kế toán để đối chất với John Ha-cheon. Sau đó, So-hee và đoàn trưởng Lee cũng lần lượt đứng lên. Đám công nhân sau khi nhìn quyển sổ liền hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thấy sắp bị bại lộ, John Ha-cheon vẫn cố lấp liếm sự dối trá của mình, nói rằng muốn dùng số tiền này để ủng hộ cho người Hàn. Moo Yeom không để ông ta nhiều lời mà trực tiếp lấy dao đâm chết kẻ phản quốc. Vấn đề tiếp theo bây giờ là phải làm sao để rời khỏi hòn đảo này. Đám đông mỗi người một ý kiến, phần lớn quyết định chạy trốn khỏi nơi này. Một nhóm người còn lại thì vô cùng bảo thủ, vẫn kiên quyết muốn đàm phán với người Nhật. Mấy anh em của Chiêu Sê Ông xông vào phòng thẩm vấn cứu anh ta ra ngoài. Đồng thời Moo Yeom cũng bắt đầu cùng mọi người thảo luận kế hoạch bỏ trốn. Đàn ông đàn bà, già trẻ trai gái đều có nhiệm vụ. Ban đêm, Kang Ok dẫn theo vài người đi bố trí mình. Chiêu Sê Ông và anh em quyết định ở lại đảo Hashima để chiến đấu đến cùng với người Nhật. Bên này, Kang Ok lại dẫn theo vài cô gái mang rượu đến, giả vờ đến thăm hỏi người Nhật. Đám người Moo Yeom nhân cơ hội đó tấn công từ đằng sau. Sau đó, những người bị thương và phụ nữ được ưu tiên đưa lên thuyền trước. Ở bên này, người Nhật lén lút phóng hỏa khắp nơi. Những người Hàn có ý định chuẩn bị đàm phán kia, thậm chí còn chưa có cả cơ hội mở lời. Phía quân đội Nhật phát hiện ra công nhân người Hàn định bỏ trốn, bắt đầu tiến hành kế hoạch đàn áp. Nhưng Moo Yeom đã sớm lường trước được chuyện này, nên đã bố trí xong xuôi mình ở dưới đất. Đám người Chiêu Sê Ông yểm trợ ở phía sau đối đầu trực tiếp với đám binh lính người Nhật. Yamada hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ đám người, không được sót lại bất kỳ ai. Nhưng người Nhật lại bị mìn nổ, thương vong vô số. Trong màn mưa bom bão đạn, đám công nhân người Hàn cùng nhau hợp sức nhấc tấm sắt đặt lên con thuyền. Bọn họ chính là đang nối liền cây cầu của sự sống. Chiêu Sê Ông dẫn theo anh em cùng với Man Nơn tiếp tục xông lên, cuối cùng cũng giết chết tên quản đốc người Hàn. Sau đó anh ôm lấy Man Nơn cùng chết. Cuối trận chiến, súng của người Nhật đều chĩa về đám người Hàn đang cố gắng trèo lên thuyền. Moo Yeom lấy một chọi 10, vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng, mà Kang Ok cuối cùng cũng bắn trúng Yamada. Yamada sau khi bị lửa thiêu cháy thì lại bị Moo Yeom cắt đầu. Bắt giặc thì phải bắt tướng lĩnh trước. Nhìn thấy Yamada đã bị giết chết, đám binh sĩ Nhật Bản cũng hạ vũ khí trong tay xuống. Trận chiến kết thúc. Cuối cùng trong chuyến tàu trở về nhà, Kang Ok trước khi chút hơi thở cuối cùng đã giao con gái nhờ Moo Yeom chăm sóc. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, trên bầu trời Nagasaki, Nhật Bản xuất hiện một đám mây hình nấm. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đây là một câu chuyện vô cùng bi thương. Vì khát vọng được sống mà lại bước vào đường cùng. Vì những lời hứa hẹn mà ôm nhau cùng chết. Mọi thứ giống như một giấc mơ. Nhưng bất cứ lúc nào cũng đừng từ bỏ tia hy vọng cuối cùng. Được rồi, các bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!